một cây cầu mới phá kỷ lục của Ontario nối liền biên giới với Hoa Kỳ. Cầu quốc tế Cody Howe trị giá 6,4 tỷ đô la mới đã đạt được cột mốc lớn nhất từ trước đến nay vào mùa hè năm nay, khi các đội xây dựng của Hoa Kỳ và Canada nối liền hai nửa của cây cầu trong một lễ ăn mừng trên sông Detroit. Bây giờ khi hai bên đã được kết nối, tuyến đường biên giới mới này là cây cầu dây cáp nối hai bờ dài nhất ở Bắc Mỹ, với chiều dài đáng kinh ngạc là 853 mét hoặc là 0,53 dặm. Khi hoàn thành vào năm 2025, cây cầu này sẽ thu hẹp khoảng cách trên đường bộ quốc tế đông đúc nhất châu Lục và nối Highway 401 của Ontario với Highway I-75 của Michigan. Việc kết nối hai nửa cây cầu có thể là cột mốc thú vị nhất cho đến nay và những hình ảnh về kỳ tích cơ sở hạ tầng to lớn này ngày càng trở nên ấn tượng hơn khi quá trình xây dựng tiến triển. Nhóm thiết kế cầu đã công bố một bộ sưu tập mới cho thấy cây cầu từ nhiều góc độ khác nhau nhìn gần hơn với bản dựng ấn tượng trước khi xây dựng từng ngày. Ở phía Ontario của cây cầu, các đường Highway Rams mới khổng lồ đang được xây dựng ở những đoạn cuối của Highway 401 dẫn đến cây cầu này. Những đoạn Highway Rams này có vẻ giống như bất kỳ đoạn đường nào khác, như sự kết nối giữa Highway 401 và I-75 sẽ mở rộng một trong những highway dài nhất châu lục thành một tuyến đường dài kinh ngạc và gần như hoàn toàn liên tục Cây cầu này nối I-75 kéo dài từ cầu quốc tế South St. Mary trên biên giới Canada cho đến tận Miami, Florida, không chỉ với Highway 401 dài 828 km, mà còn với đoạn đường dài 597 km trên Auto Route 20 của Quebec. Nhờ vậy mà bạn có thể lái xe một quãng đường đáng kinh ngạc lên tới hơn 3.500 km, tức là bạn sẽ cần hơn 30 giờ lái xe giữa Trois Pistoles của Quebec và Miami của Florida gần như là không cần điều hướng để chuyển từ hai quê này sang hai quê khác. Điều này có nghĩa là khi cây cầu này hoàn thành, bạn có thể lái xe từ tỉnh bang Ontario của Canada đến Detroit, Cincinnati, Atlanta, Orlando và Miami của Hoa Kỳ, mà không bao giờ phải lo lắng về việc lỡ đi vượt khỏi lối ra axit. Một công trình thật ấn tượng phải không quý vị? Quý vị đi du lịch xin hãy lưu ý, có 9 điểm đến mùa hè phổ biến ở châu Âu mà Canada đã ban hành cảnh báo du lịch. Mùa du lịch hè đã đến và nếu bạn đang có kế hoạch đi nghỉ ở châu Âu, bạn có thể muốn lưu ý những cảnh báo du lịch sau đây. Thứ nhất là Bỉ, Belgium. Chính phủ Canada đang kêu gọi du khách đến Bỉ phải hết sức thận trọng vì mối đe dọa khủng bố. Bỉ đã trải qua các cuộc tấn công riêng biệt gây ra nhiều cái chết và thương tích và có thể có thêm các cuộc tấn công khác các mục tiêu cần lưu ý bao gồm sân bay khu vực công cộng bao gồm các điểm tham quan du lịch và nhà hàng và các tòa nhà chính phủ đất nước này cũng đang chứng kiến sự gia tăng bạo lực bao gồm cả đâm dao và nổ súng liên quan đến buôn bán ma túy ở các thành phố lớn những vấn đề khác cần chú ý bao gồm tội phạm vặt nhắm vào các chuyến tàu trên tuyến paris brussels amsterdam và brussels london cũng như các trung tâm giao thông và gian lận thẻ debit và credit cards thứ hai là nước pháp france nếu bạn đang có kế hoạch thưởng thức bánh croissant ở paris vào mùa hè này bạn nên ghi nhớ một số lời khuyên du lịch sau đây trong suốt thời gian lưu trú của mình chính phủ đã ban hành cảnh báo du lịch tới pháp vì mối đe dọa khủng bố đang gia tăng nếu bạn đang đi du lịch ở pháp bạn nên theo dõi phương tiện truyền thông địa phương để biết thông tin mới nhất chú ý đến các biện pháp an ninh được tăng cường và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương bạn có thể thấy các lữ đoàn quân sự được triển khai ở những nơi công cộng như là trung tâm giao thông, không gian công cộng và địa điểm du lịch, đặc biệt là ở Paris để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố. Một điều khác cần lưu ý khi du lịch ở Pháp là Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra tại Paris từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Tiếp theo là Thế vận hội Paralympic từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng cường an ninh, gián đoạn giao thông và đám đông lớn. Ngoài ra, ở Pháp còn có nguy cơ móc túi, đột nhập xa hơi, gian lận ATM và tội phạm mạng, cùng nhiều nguy cơ khác. Thứ ba trong danh sách là Hà Lan, Netherlands. Chính phủ đã phát cảnh báo du lịch có hiệu lực ở Hà Lan do mối đe dọa khủng bố. Mục tiêu có thể bao gồm các tòa nhà chính phủ, nơi công cộng, sân bay, trung tâm giao thông, vân vân. Ngoài ra còn có nguy cơ tội phạm và chẳng hạn như là móc túi và giật túi sách. Ở Amsterdam, bạn sẽ muốn thận trọng xung quanh các nhà hàng, điểm tham quan du lịch bao gồm cả xung quanh quận De Wallen, tại ga trung tâm và trên phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến xe điện 1, 2 và 5 giữa ga trung tâm và khu bảo tàng. Thứ tư là nước Đức, Germany. Do mối đe dọa khủng bố ở Đức, chính phủ Canada khuyên du khách sử dụng biện pháp phòng ngừa cao khi đến thăm Hãy cảnh giác khi ở nơi công cộng, đám đông lớn và tại các điểm tham quan du lịch. Giải bóng đá UEFA Euro 2024 sẽ kéo dài cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại Đức. Du khách nên chuẩn bị tinh thần, hành vi ồn ào và nạn trộm cắp gia tăng. Tội phạm mạng cũng như tội phạm vặt là một số vấn đề khác mà bạn cần lưu ý trong chuyến du lịch của mình. Thứ năm là Đan Mạch, Denmark. Đan Mạch hiện đang trong tình trạng cảnh báo do mối đe dọa khủng bố gia tăng. Theo cảnh báo du lịch, đã có nhiều vụ việc công khai xúc phạm kinh Koran ở Đan Mạch kể từ tháng 8 năm 2023. Điều này đã dẫn đến những kẻ cực đoan bạo lực kêu gọi trả thù đất nước. Nếu bạn đến thăm Đan Mạch, bạn có thể thấy sự hiện diện của cảnh sát và các biện pháp an ninh được tăng cường. Hãy hết sức thận trọng khi đi qua một số khu vực nhất định của Copenhagen, đặc biệt là các khu phố Christiania, Norepro và Bronsha Hotsam vì đã xảy ra các vụ bạo lực liên quan đến băng đảng. Thứ sáu là Ý, Italy. Giống như các quốc gia châu Âu khác, chính phủ đã ban hành cảnh báo du lịch ở nước Ý do mối đe dọa khủng bố. Bạn nên thận trọng khi ở nơi công cộng và tại các điểm tham quan du lịch. Ngoài ra còn có nguy cơ phạm tội vặt, bao gồm móc túi và giật túi sách. Điều này có thể xảy ra ở bãi biển, tại các địa điểm du lịch, nhà hàng và nhiều nơi khác. Khi ăn uống thì hãy để mắt đến đồ ăn và đồ uống của bạn và đừng để chúng không có người trông coi chính phủ khuyên du khách cẩn thận khi nhận đồ ăn nhẹ đồ uống kẹo cao su hoặc thuốc lá từ những người mới quen thứ bảy là tây ban nha spain do mối đe dọa khủng bố du khách nên đặc biệt cẩn thận khi đến tây ban nha bạn cũng cần phải cảnh giác với các trò lừa đảo trên internet tình yêu và đầu tư có khả năng các cuộc biểu tình diễn ra rải rác ở catalonia bao gồm cả ở barcelona để phản ứng với các sự kiện chính trị Tốt nhất là tránh xa các khu vực đang diễn ra biểu tình và tụ tập đông người và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Thứ 8 là Thụy Điển, Sweden. Nếu bạn có kế hoạch bay đến Thụy Điển trong thời gian tới, bạn nên lưu ý đến khuyến cáo du lịch do lo ngại về khủng bố. Kể từ đầu năm 2023 đã có sự gia tăng các vụ việc xúc phạm công khai kinh Koran tại Stockholm. Quận Stockholm cũng đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực súng đạn liên quan đến các băng đảng bạo lực liên quan đến tội phạm có tổ chức chủ yếu xảy ra ở stockholm gothenburg và melmo ba thành phố lớn nhất ở thụy điển những rủi ro khác bao gồm tội phạm vặt và biểu tình thứ chín là vương quốc anh the uk trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu ở london thì hãy xem qua các cảnh báo du lịch hiện hành của vương quốc anh để bạn có thể cập nhật thông tin mới nhất theo cảnh báo ở vương quốc anh các cuộc tấn công trước đây đã gây ra thương vong chúng bao gồm các vụ bạo lực ngẫu nhiên ở nơi công cộng chẳng hạn như là các cuộc tấn công bằng dao và xe cộ cũng như là các vụ nổ hầu hết các vụ tấn công đều xảy ra ở london những vấn đề khác cần cảnh giác bao gồm gian lận atm và móc túi nếu cảnh báo du lịch đã được ban hành cho điểm đến nghỉ dưỡng của bạn thì bạn vẫn có quyền lựa chọn đi du lịch tuy nhiên chính phủ canada lưu ý rằng cảnh báo du lịch của họ sẽ bảo đảm an toàn và an ninh cá nhân của bạn